Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hóng Xe Và ngày sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé! Mặc dù đều là những mỹ nhân đình đám của Xe Vậy nhưng, Phạm Băng Băng, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Dực Phi, Sương Mịch đều có những khuyết điểm dễ thấy trên cơ thể. Đầu tiên, Lưu Dực Phi, Nổi tiếng với nhan sắc hơn người, nữ diễn viên Lưu Dực Phi được fan hâm mộ gọi với cái tên Thần Tiên Tỷ Tỷ. Nét đẹp của cô vừa thanh tao vừa khí chất, phù hợp với cả những vai diễn cổ trang lẫn hiện đại. Tuy nhiên, khuyết điểm lớn nhất trên cơ thể Lưu Dực Phi có lẽ chính là nụ cười. Mỗi khi cười lớn, Thần Tiên Tỷ Tỷ đều lộ hàm răng không đều, nhiều người đánh giá nụ cười chính là điểm trừ duy nhất của Lưu Dực Phi. Đây là một trong những lý do khiến Lưu Dực Phi rất ít khi nở nụ cười và thường xuyên bị phan nhận xét là sụp đổ hình tượng mỗi khi cười tươi. Thứ hai, Trịnh Sảng. Khuyết điểm của Trịnh Sảng được nhiều chuyên gia nhận định là cái chắn. Theo họ, chán của Trịnh Sảng không đẹp, vậy nên nữ diễn viên chỉ phù hợp với kiểu tóc để mái. Chỉ cần đẻ mái trong Trịnh Sảng lại trẻ trung và xinh xắn hơn rất nhiều. Thứ ba, Dương Mịch. Nổi tiếng xinh đẹp và rất phù hợp với những tạo hình cổ trang nhưng khuyết điểm của Dương Mịch đó chính là bị hói. Càng có tuổi tóc của cô càng ít và để lộ vầng trán khá rộng của mình. Thứ tư, Triệu Lệ Dĩnh Sở hữu vóc sáng nhỏ bé vậy nhưng khuôn mặt vô cùng đáng yêu, Triệu Lệ Dĩnh luôn khiến người hâm mộ ấn tượng và yêu mến vẻ đẹp của mình. Thế nhưng khuyết điểm trên cơ thể Triệu Lệ Dĩnh nằm ở phía sau. Phía sau lưng cô có một cục bố rất to. Mỗi lần mặc đầm hở lưng, nữ diễn viên đều để lộ ra cục bố này, đó là lý do Triệu Lệ Dĩnh hiếm khi diện kiểu trang phục này. Năm xưa Triệu Lệ Dĩnh từng bị chấn thương xương sống vì bị ngã ngựa trên phim trường. Vì không chữa trị kịp thời nên vết thương bị vôi hóa và gồ lên to như quả trứng. Sở hữu chiều cao hơn 1m60 nhưng bàn chân của Triệu Lệ Dĩnh lại rất nhỏ. Tuy nhiên, đây lại chính là vấn đề phiền muộn cô nàng gặp phải. Nhiều người tinh ý rất dễ phát hiện Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ tham dự một sự kiện nào với đôi giày cao gót vừa chân phần lớn những đôi giày cô nàng mang bao giờ cũng chênh lệch 2 tới ba size so với chân. Để có thể di chuyển tự nhiên bằng đôi giày quá cỡ cũng là một thử thách không hề dễ dàng với nàng Hoa Thiên Cốt. Thứ năm, Dương Tử. Dương Tử cũng là một trong những người đẹp bởi ngoại hình chuẩn với gương mặt đẹp, tưởng chừng như vẻ đẹp của nàng Hoa Đán thế hệ mới này thuộc hàng hoàn hảo. Nhưng thật ra, nhược điểm khá rõ của Dương Tử khi đứng cạnh người khác chính là cái đầu to cùng đôi má phúng phính trong những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa, dân tử thường lộ khuyết điểm chân ngắn và thô to. cô nhiều lần bị ném đá vì chỉnh sửa ảnh bóp sáng, kéo dài chân quá lố, khác xa với thực tế. thứ sáu, địch lệ nhiệt ba sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người gợi cảm đáng ngưỡng mộ. Thay nhưng chẳng ai ngờ được địch lệ nhiệt ba lại sở hữu đôi bàn tay thô to giống hệt như con trai. ngay cả móng tay cũng rất lớn, nhìn sơ qua khó ai có thể tin được đây là tay của con gái. thứ bảy Lưu Thi Thi. Lưu Thi Thi có một lỗ tai thừa nhỏ, nếu không để ý kỹ sẽ không nhìn thấy được khuyết điểm này. Có lẽ chính vì điều này mà Lưu Thi Thi thường xuyên để kiểu tóc thả hai bên nhằm che đi điểm đặc biệt ở tay. Tuy nhiên bà xã Ngô Kỳ Long vẫn luôn xinh đẹp dù có thế nào đi chẳng nữa. Thứ 8. Angela Baby Những bức ảnh sân bay đã tố cáo vóc sáng có phần nhỏ nhắn của nữ diễn viên Angela Baby. Đặc biệt là đôi chân không thẳng nuột nào, để khắc phục nhược điểm này, nữ diễn viên thường đi những đôi giày cao gót để vóc sáng thành thoát hơn. Thứ 9. Tống Thiến Tống Thiến cũng là một trong những nữ diễn viên đáng chú ý nhất hiện nay. Ngoài ngoại hình xinh đẹp thì Tống Thiến còn nổi tiếng với tài vũ đạo xuất sắc. Tuy nhiên vì phải thường xuyên nhảy múa trên giày cao gót nên đôi bàn chân của Tống Thiến cũng bị biến dạng nặng nề, gân lồi, các khớp xương thô to. Thứ 10. Phạm Bằng Bằng Nữ hoàng giải trí hàng đầu si bít Phạm Băng Băng cũng có khuyết điểm ở tay. Đôi tay người đẹp không tròn vành mà vảnh lên, phần giái tay mỏng, không dày. Nhiều fan gọi đôi tay của Phạm Băng Băng là đôi tay yêu tình và mỹ nhân họ Phạm cũng thích thả tóc che đôi tay. 11. Lý Dịch Phong Có vẻ như khuyết điểm này của Lý Dịch Phong không chỉ mình anh mà cả thế giới đều biết. Thậm chí nam diễn viên còn dùng điều đó để tự hào khi tự chê mình trong mắt quá nhiều lòng trắng, lỗ mũi quá lớn, Mỗi khi ngạc nhiên hay tức giận, khuyết điểm này của Lý Dịch Phong càng rõ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chính vì đặc điểm này, fan của anh lại cảm thấy Lý Dịch Phong trông đáng yêu và gần gũi, hệt như một chú mèo. Chúng mình là Hồng Sĩ Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi là hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!